thầy vô giường trên đầu thoải mái á, chờ liếm thử má chú. Hết.
sát mặt nước. Nó nhiều lại. Ở dưới trên thì nó cao rồi nó nước lên nó hết nó đủ. Thì cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó chứ. Bắt tôi động trước 500 ngàn, tôi nói tôi chạy đồ trăm trăm mắt chứ bắt tôi đóng tiền.
bà cũng đóng kêu bác về đứng bác cũng bầm, tao lên nói giám đốc, tao không nói tụi bay nữa, tao lên nói giám đốc. Lúc đó ông Đình á, tao bắt giám đốc anh Hoàng Hồn ấy, tôi phơi bác luôn ra biết mẹ tụi bay về hết rồi. Tao lên gặp ông Đình là tụi bay về hết, khi nó anh Hoàng Hồn mình bảo hiểm 100%, bác mới đầu 500 ngàn. Lúc nào nghe mà tôi là bảo hiểm 100%, bác đứa mà nó ứng tiền trước là 500 ngàn, bác đóng không đóng tiền bác về, đóng bác bầm, tao lên ông Đình, tao lên gặp giám đốc, khi nó Hoàng Hồn nâng lý tao tám cân khảm tụi bay, tao đi thằng Bình chứ không vừa lên vậy anh thầy dưới này mình dưới kho đắp cứu xong rồi đóng tiền đẩy lên trên phòng kho tim mạch vậy mới vô ăn nó mắc qua nó đúng không? Nó phải mấy chục trước à. Nhưng mà lấy không đi rồi không làm biên lai biên có nó sau này về trả lại không nợ nữa lấy rồi nào nó lấy đi rồi. Không nhiều. Đưa mấy chục ngàn à, nó đóng cái tiền đó thì ai cho đóng gì đưa nó cầm đi à, có cái biên lai cái gì đâu? Ừ, được phải có biên lai. Biên lai trong tay cái sau này nó có lấy lại nó sau này về đưa lại rồi nó cầm tiền đi mất tiêu cũng chẹn à, vậy cũng như không. Mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn không mua người ta nữa. Còn cái nhà thương xanh rồi mấy bà mà cái gì làm gì mà ôm người ra, họ cứ dụ cho tiền cho đồ điện nói không cho tiền nha, ôm ra chuyện rầm rầm à. Ủa, bình thường sắc á. Thì nó phải vô cái đốt tiền đó. Ủa, là công cấp cứu. Cái tiền á, là nó nhiệt tay. Bình khám chưa, đưa qua tâm điều trị. Mà nó chích thuốc á, những việc mà người sao đó. Tôi là chích thuốc á. 3 giờ phục viện, 2 giờ phục con chích. Nhưng mà định ký là hẳn lại tiền 100%. Khi nó đưa cái giấy xuất viện, khi đưa cái giấy xuất viện cái lên nó tính tiền, lên nó ký bắt em ký bắt mình ký trong giấy tính tiền. Nhà nước trả mà anh tôi là thuộc nhà nước trả. Họ đó cái thằng con trai cho nó nằm bệnh viện, nó nằm bệnh viện tỉnh mà họ cùng cũ. Cho nó coi như cờ với ông đó kết thúc cho nó mà không có cho ông tiền thì cờ ơi nó ông giỡn vậy mà nó đưa vô ông giỡn mà từ cái đây nha luôn năm mà năm đến năm cứu một dịch một dịch vụ em lắm mà dịch vụ cờ đồng trong tính tiền đồng trong tính tiền cách đây một năm đi xuống chỗ em xuống bệnh viện ông bị bồ cạp cắn á, chở cấp cứu á, chủ phòng cấp cứu thấy thằng đó đâu bị người ta chém đâu tên Ninh Sơn chở xuống bệnh viện tỉnh á, ngay phòng cấp cứu luôn, cột bốn cái tay bốn chân đã văng ra vậy nè, chỉ đầu não đầu mà thấy não đập đập luôn á, tay có đứt cơm tay nè, máu nó chảy đầy giường luôn, công an đứng không cho làm, nó chờ người nhà tới cho làm, nó rồi thấy tội quá chịu nợ vô nó cái sĩ lo cho ta dùng tiền bạc lo hết, ai vét cho sĩ giúp dùng nó không được anh à. Anh làm đó lỡ nhà nó tới lỡ chết người ta đùa rồi anh chịu trách nhiệm nở không? Rồi tôi phải chấp nhận có người nhà ký giấy rồi tôi mới làm. Bây giờ anh làm cái gì tôi ký cho tôi ký cho cái gì tôi chịu cho chết thì ông nào đỡ chết nào thì không á đỡ chết làm. Rồi bắt đầu ký giấy tờ nửa tiếng hồ một sắp giấy tờ lại bắt ký á đủ hết bên có bệnh viện ký xong qua công an ký nữa. Rồi ký xong rồi bắt đầu đưa vô nó mới chịu đưa làm á mà đút cho bệnh viện đút cho bác sĩ 5 triệu nó mới chịu để vô làm á. Thấy tội quá chịu không nở mà tên đại ông đó tên chú trùng tên ông anh hồi xưa nó mới ghê chứ thấy vậy cái tự nhiên lòng nó sao chứ không nở dạ không ai lên hết bỏ rồi xong rồi công an nó chỉ nhà mình tới gia đình luôn ra tình kêu với bây giờ tiền bạc là cũng lo hết rồi chỉ lên là lo gì chồng ăn nước cháo nước đồ ăn ngủ xong đưa ra rồi không lo gia đình nghe luôn gia đình nói nó hồi xưa nó giờ đây ở ông đây là mẹ nó có bầu trước rồi nói vậy nó rồi đổ vậy đó rồi lên chịu tiền chịu bạc kinh nghiệm á. Ông nói tiền bạc lo hết rồi, bây giờ ông mổ xong rồi thì ông ra rồi. Chết máu nhiều thôi là không có sống nửa tiếng nữa là chết à. Máu ra mà này mỗi lần giật tay là máu xịt ra vậy. Rồi ok, lên gia đình cái công an chỉ lên gia đình nói gia đình nó nói vậy, nói mẹ nó hồi xưa giờ ơn ba nó đây là mẹ nó có bầu trước rồi, nó không liên quan gia đình này hết á. Vừa sợ công an, vừa lớp sợ tốn tiền nữa. Trời vậy anh nghĩ đúng không? Rồi lớp bệnh viện thì tò thì cái vô thấy cảnh thì mình chịu không nở mà bác sĩ mà nó chịu được hay. Đợi mà ai cũng lúc bu là nhìn đông đen rồi máu mẹ chảy đầy giường hết mà thò thấy cảnh thiệt đau rồi đau lòng luôn chịu không nói luôn mà đã gì bỏ tiền ra mình lo rồi nha mà đã bắt mình ký giấy ký tờ đủ chuyện tiền hết không ai trả đây vậy nữa trả đâu tốn diện đi vừa tỉnh về sau tốn diện đi mất tiêu luôn bác sĩ nó nói xuống thăm ông kia nó nói tốn diện đi mất rồi nghĩ là
đâu có ngờ, đâu nghĩ nó chuyện tả lại đâu biết chắc là gì đâu. Bao năm quấn lộn vậy nên Linh Sơn á. Không màu gì nữa. Sau này em đi đâu có em được cái phước rồi em chỉ. Như vậy thôi chứ đâu nghĩ chuyện mà tả lại hay là đâu mình giúp người ta lúc đó đâu nghĩ là chuyện. Đâu nghĩ tới chuyện đó đâu. Ví dụ mình đã giúp mình chấp nhận bỏ ra rồi là mất rồi cho người ta rồi. Nhưng mà đẩy vô mổ não. Mấy chục triệu bây giờ là mấy chục triệu á. Vậy nó ngồi quá là đúng rồi. 201 rồi, gần 201 rồi. 200 mấy rồi, 203, 204 rồi. Còn đúng rồi. Còn đủ. Đi vô trong Tây Ninh vậy, lâu lâu đi vô Tây Ninh với ăn cơm cái có ngày nhập mà có mít kho mít xào nữa, kho nó nói kho cục cục vậy nè, kiểu mà ngon vậy á, kho đậm đà ngon. Ngon lắm kìa. Nấu cái muối là gì? Muối.
cơm này khác, không có gì dầu quá, cho người nó mặn mặn chút xíu ăn với cơm không á. Nấu lạc quá ăn với cơm không nó ra chứ lạc khó ăn. Là phải gió kiếm muối hay gì đó. Giờ hết muối. Mày gặp máu tao nhiều quá. Nhão rồi. Chắc nó rửa làm nước cái hũ đó đó. Rồi nè, đâu. Không nhão đâu. Kiểu gỡ gì qua đây. Dạ.